Chúng ta nghĩ, mình cần bao nhiêu thời gian để đánh giá tình trạng của một mối quan hệ vợ chồng? Vài tháng trời, vài năm hay chỉ cần 3 phút? Và để hiểu tính cách của một con người, chúng ta sẽ chọn cách cùng họ đi ăn, ngồi nói chuyện với họ hàng giờ liền, hay chỉ cần ghé qua và quan sát nơi họ sống trong vòng 15 phút. Đó là chủ đề tiếp theo mà tác giả phân tích trong cuốn sách này. Thuyết những lát cắt mỏng. Vài năm trước, một cặp vợ chồng trẻ đã đến trường đại học bang Washington để tham gia vào thí nghiệm của chuyên gia tâm lý John Gottman. Họ trạc từ 20 đến 29. Một số nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm cho biết họ là một đôi khá thích hợp, thông minh, lôi cuốn, khôi hài, với cách nói chuyện châm biếm. Điều này được thể hiện rõ qua cuốn băng video mà Gottman thu được từ cuộc thí nghiệm. Người chồng tên là Bill có phong cách vui vẻ dễ mến. Cô vợ Susan là một người hóm hỉnh sắc sảo. Người ta đưa họ đến nơi làm việc của Gottman, một căn phòng nhỏ trên tầng 2 của tòa nhà. Ở đó, trên một bục cao, họ ngồi trên hai chiếc ghế xoay cách nhau khoảng 1,5 mét. Cả hai cùng có các điện cực và bộ cảm biến gắn trên ngón tay và tai để đo nhịp tim, lượng mồ hôi và nhiệt độ da. Dưới ghế là một đồng hồ đo dao động được đặt trên sàn để đo các cử động của mỗi người. Hai camera hướng vào từng người, ghi lại tất cả những gì họ đã nói và làm. Trong vòng 15 phút, với chiếc camera quay xung quanh, họ được đề nghị để tranh luận về các chủ đề đã gây ra bất đồng trong cuộc hôn nhân của hai người. Đối với cả Bill và Sue, thì vấn đề nằm ở con chó. Họ sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng gần đây lại vừa nuôi thêm một con chó rất to. Trong 15 phút, họ tranh luận về những gì nên làm để giải quyết chuyện này. Ít nhất vào lúc đầu thì cuốn băng video ghi lại cuộc nói chuyện của Bill và Sue có vẻ giống với các cuộc nói chuyện hàng ngày của các cặp vợ chồng bình thường. Không ai nổi nóng, không có sự cãi lộn, không sự đổ vỡ. Chỉ đơn giản là tôi không thích chó, là câu mà Bill bắt đầu câu chuyện với giọng điệu hoàn toàn chấp nhận được. Anh ấy phàn nàn chút ít, nhưng là về con chó chứ không phải về Susan. Susan cũng vậy, nhưng đã có thời điểm họ hoàn toàn quên rằng họ đang ở trong cuộc thử nghiệm. Sue nói, anh yêu, con chó chẳng có mùi gì hết. Thế em đã thấy mùi của nó hôm nay chưa? Em đã thấy rồi, rất thơm. Em đã vuốt ve nó mà tay em chẳng có mùi khó chịu hay len luốc gì cả. Và anh cũng thế, anh sẽ không thấy bạn đâu. Vâng, nhưng chó rốt cuộc nó vẫn chỉ là chó thôi. Nó chưa bao giờ bị bẩn, anh hãy cẩn thận với lời nói của anh đấy. Không, chính em mới là người phải cẩn thận. Chính anh đấy, đừng có bảo con chó của tôi bẩn. Bạn có thể thấy gì về cuộc hôn nhân của Sue và Bill qua cuộn băng dài 15 phút trên? Liệu chúng ta có thể dự đoán mối quan hệ của họ có kéo dài lâu hay không? Tôi nghi ngờ rằng hầu hết chúng ta đều sẽ nói rằng cuộc nói chuyện về con chó không nói nên điều gì bởi quá ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân nào cũng vậy, thường được đánh giá qua nhiều thứ khác quan trọng hơn như tiền bạc, chuyện chăn gối, con cái, công việc hay mối quan hệ với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Để hiểu rõ về một cặp vợ chồng, chúng ta dường như phải quan sát họ qua nhiều tuần, nhiều tháng và thấy họ trong mọi tình huống, hạnh phúc, mệt mỏi, tức tối, vui mừng, suy sụp tinh thần, chứ không chỉ qua cuộc nói chuyện phiếm và thoải mái như của Bill và Sue. Nhưng John Gottman đã chứng minh rằng không cần phải nhiều đến vậy. Từ những năm 80, Gottman đã tiến hành thử nghiệm hơn 3.000 cặp vợ chồng giống như Bill và Sue. Mỗi cặp khi thử nghiệm đều được video ghi hình và kết quả được phân tích dựa trên cái mà Gottman được gọi là SPAFF, có nghĩa là một hệ thống mã hóa có 20 mã riêng biệt tương ứng với mọi cảm xúc mà các cặp vợ chồng có thể biểu hiện trong suốt cuộc nói chuyện. Ví dụ, mã số 1 biểu thị sự phẫn nộ, số 2 là khinh rẻ, giận dữ số 7, v.v. Trên cơ sở các tính toán đó, Gottman đã chứng minh được một cái gì đó rất đáng chú ý. Nếu ông ấy phân tích cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng kéo dài 1 giờ đồng hồ,
thì ông có thể dự đoán rằng trong 15 năm tới một cặp vợ chồng còn sống chung với nhau nữa hay không với độ chính xác là 95%. Còn nếu quan sát trong 15 phút thì độ chính xác khoảng 90%. Mới đây một giáo sư cùng làm việc với Gottman tên là Sibyl Carrier, người đang nghiên cứu các cuộn băng video, khám phá ra rằng chỉ cần 3 phút quan sát cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng, họ vẫn có thể dự đoán với độ chính xác khá cao cặp nào sẽ ly hôn và ai sẽ gây ra chuyện này. Kết quả của một cuộc hôn nhân có thể dự đoán trong thời gian ngắn hơn nhiều so với những gì mà con người ta có thể hình dung. Gottman đã dạy cho chúng ta nhiều điều về vai trò then chốt của sự nhận thức nhanh nhạy, được biết đến qua thuật ngữ lát cắt mỏng, có nghĩa là chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng, ám chỉ đến khả năng tìm thấy các khuôn mẫu trong tình huống và hành động dựa trên những lát cắt kinh nghiệm của tiềm thức con người. Vậy liệu một cuộc hôn nhân có thể được hiểu rõ chỉ trong một lần ngồi làm thử nghiệm? Vâng, có thể lắm, và người ta cũng có thể áp dụng trong nhiều những tình huống có vẻ phức tạp khác nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về bí quyết để đạt được tỷ lệ thành công như của Gottman. Gottman đã khám phá ra rằng mỗi cuộc hôn nhân đều có một dấu hiệu riêng mà chúng ta có thể tìm được bằng cách thu thập những thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề tình cảm từ mối tác động qua lại giữa hai vợ chồng. Nhưng trong phương pháp nghiên cứu của Gottman, còn có một chi tiết nữa rất thú vị, đó là cách ông giải quyết để đơn giản hóa công việc dự đoán. Tôi không hình dung ra mức độ phức tạp của vấn đề cho đến khi chính tôi thử áp dụng phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng để đánh giá các cặp vợ chồng. Tôi đã lấy một trong những cuốn băng của Gottman. Cuốn băng này có 10 đoạn phim, mỗi đoạn kéo dài 3 phút, ghi lại cuộc nói chuyện của các cặp vợ chồng khác nhau. Tôi được cho biết trước rằng, trong vòng 15 năm sau khi cuộc nói chuyện của họ được quay, một nửa các cặp vợ chồng này đã ly hôn, một nửa còn lại vẫn ở bên nhau. Liệu tôi có thể dự đoán cặp nào đã ly hôn và cặp nào vẫn duy trì được hạnh phúc không? Tôi khá tự tin là mình có thể. Nhưng tôi đã lầm. Kết quả dự đoán của tôi rất tồi. Tôi chỉ trả lời đúng 5 trường hợp. Điều đó có nghĩa là kết quả mà tôi đạt được cũng chỉ như nhờ áp dụng phương pháp tung đồng xu sắp ngửa mà thôi. Tôi gặp khó khăn khi vấp phải một thực tế là trong những cuộc nói chuyện, bao giờ cũng có một người áp đảo người kia. Người chồng thường nói một cách thận trọng e dè, trong khi người vợ lại trả lời hết sức bình thản. Một vài cảm xúc thoáng qua, lướt nhanh trên khuôn mặt cô ta. Người chồng bắt đầu nói một điều gì đó rồi dừng lại. Cô ta quắc mắt nhìn với vẻ cau có. Anh chồng cười, rồi trong phòng lại có tiếng lẩm bẩm. Những cái cau mày xuất hiện. Tôi thường tua lại đoạn băng để xem lại lần nữa, và mỗi lần như thế tôi lại thu được thêm nhiều thông tin hơn. Tôi đã nhận ra dấu hiệu thoáng qua của tiếng cười hay những thay đổi rất nhỏ trong giọng điệu. Tất cả những điều đó đối với tôi là quá nhiều. Trong tâm trí, tôi đang cố gắng một cách điên rồ để xác định tỷ lệ cảm xúc giữa tích cực và cảm xúc tiêu cực. Nhưng cái gì được gọi là tích cực còn cái gì là tiêu cực? Qua đoạn băng của Bill và Sue, tôi đã hiểu rằng có rất nhiều dấu hiệu được cho là tích cực nhưng trên thực tế lại là tiêu cực. Và tôi cũng biết trong mã SPAFF có không ít hơn 20 trạng thái cảm xúc riêng rẽ. Bạn đã bao giờ thử theo dõi 20 cảm xúc khác nhau trong cùng một lúc chưa? Bây giờ cứ cho rằng tôi không phải là nhà tư vấn cho các cặp vợ chồng. Như khi đưa cho gần 200 bác sĩ chuyên khoa gia đình, các nhà nghiên cứu về hôn nhân, các chuyên gia giải đáp những vấn đề riêng tư và các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, cũng như những người vừa mới cưới, những người vừa mới ly hôn hay những người đã trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong một thời gian dài. Nói một cách khác, tất cả 200 người này đều có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đình hơn tôi. Cũng cùng cuộn băng đó, thì độ chính xác trong những dự đoán của họ đưa ra cũng chỉ thấp hơn hoặc ngang bằng so với kết quả dự đoán của tôi mà thôi. Nhìn chung, tỷ lệ dự đoán chính xác của cả nhóm này là 53,8%. Con số này chỉ vừa vượt trên mức 50-50. Trên thực tế đã tồn tại một khuôn mẫu không mang nhiều ý nghĩa. Trong vòng 3 phút đó, có quá nhiều điều xảy ra rất nhanh chóng đến nỗi mỗi chúng ta không kịp tìm ra được khuôn mẫu của chúng. Tuy nhiên, Gottman không phải gặp rắc rối như thế.
Ông có thể áp dụng phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng để đánh giá các cuộc hôn nhân hiệu quả đến mức chỉ cần ngồi trong nhà hàng và nghe lén cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng là ông có thể phán đoán khá chính xác, xem họ có nên bắt đầu nghĩ đến chuyện thuê luật sư và thống nhất về quyền chăm sóc con cái hay không. Vậy Gottman đã thực hiện điều đó như thế nào? Ông nhận thấy không cần thiết phải chú ý đến tất cả mọi yếu tố. Việc đếm các chi tiết mang tính tiêu cực đã lấn át những suy nghĩ trong đầu tôi, bởi vì dưới tất cả mọi góc độ tôi đều nhìn thấy cảm xúc tiêu cực. Còn Gottman tuyển chọn kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Ông cho rằng mình có thể tìm ra nhiều thông tin cần thiết bằng cách tập trung vào cái mà ông gọi là tứ kỵ sĩ, bao gồm sự phòng vệ, bế tắc, chỉ trích và sự khinh thường. Thậm chí trên thực tế, trong bốn trạng thái tình cảm của tứ kỵ sĩ này, ông coi yếu tố khinh thường là quan trọng hơn cả. Nếu Gottman quan sát thấy trong cuộc hôn nhân một trong hai người có dấu hiệu khinh miệt người kia, thì đối với ông đó là dấu hiệu quan trọng nhất, chỉ ra rằng cuộc hôn nhân này đang gặp phải vấn đề rắc rối. Gottman nói, có thể bạn cho rằng sự chỉ trích mới là điều tệ hại nhất vì nó là sự chê trách tổng hợp trong tính cách con người. Nhưng thái độ khinh thường lại mang những đặc điểm hoàn toàn khác. Tôi có thể chỉ trích vợ mình. Em không bao giờ chịu lắng nghe gì hết. Em thật là vô tâm và ích kỷ. Khi đó cô ấy sẽ phản đối lại để bảo vệ chính mình. Thái độ này sẽ không thể giải quyết được vấn đề của chúng tôi và cũng không phải là phương án hay để cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nhưng nếu tôi nói với tư cách của kẻ bề trên thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn nữa. Và thông thường thái độ khinh thường nằm ở những câu nói của kẻ bề trên. Trong nhiều trường hợp thái độ này còn được thể hiện qua những lời lăng mạ như cô là con quỷ cái, đồ cặn bã. Đó là sự cố gắng đẩy người bạn đời xuống một vị trí thấp hơn mình. Thái độ khinh thường chính là sự áp đặt của một kẻ luôn tự coi mình là người bề trên, kẻ luôn tự coi mình đứng trên người khác. Gottman đã chỉ ra rằng trên thực tế, sự hiện diện của thái độ khinh thường trong hôn nhân thậm chí còn có thể báo trước nhiều điều, chẳng hạn như người chồng hoặc người vợ bị cảm lạnh bao nhiêu lần. Nói một cách khác, nếu bạn yêu một người luôn có thái độ khinh thường đối với bạn, thì bạn sẽ thường xuyên bị căng thẳng đến mức điều này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của hệ thống miễn dịch. Sự khinh thường liên quan mật thiết đến sự căm phẫn, và cả thái độ khinh thường lẫn căm phẫn đều có xu hướng hắt hủi, loại trừ con người ta ra khỏi cộng đồng. Khi biểu lộ cảm xúc tiêu cực thì ở hai giới có sự khác nhau rất lớn. Phụ nữ thường hay chỉ trích hơn, trong khi nam giới rất có nhiều khả năng sẽ dẫn cuộc xích mích giữa hai vợ chồng đi đến chỗ bế tắc hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng khi phụ nữ bắt đầu đề cập đến một vấn đề, thì người đàn ông sẽ tức tối bỏ đi. Thế là cô ta lại càng chỉ trích, đay nghiến nhiều hơn nữa, và mọi chuyện trở thành một chiếc vòng lẩn quẩn. Nhưng nếu một trong hai phía tỏ thái độ khinh thường, thì sẽ không có bất kỳ sự khác biệt về giới nào trong hành vi cư xử của cả hai người đàn ông và đàn bà. Thái độ khinh thường là trạng thái cảm xúc đặc biệt. Nếu bạn có thể đo được mức độ của nó, bạn sẽ không cần đến những thông tin quá chi tiết trong mối quan hệ của các cặp vợ chồng. Tôi cho rằng đây chính là phương thức hoạt động của tiềm thức. Khi chúng ta nảy ra quyết định hay khi xuất hiện linh cảm, tiềm thức sẽ thực hiện công việc giống như công việc của Gottman đang làm. Trong khi chúng ta chú ý đến những điều thực sự quan trọng, thì tiềm thức sẽ sàng lọc, phân tích tình huống diễn ra trước mắt, từ đó bỏ qua những chi tiết không liên quan. Và thật sự thì tiềm thức của chúng ta rất giỏi trong lĩnh vực này. Nó hoạt động hiệu quả tới mức các suy nghĩ theo phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng, thường đưa ra những câu trả lời có độ chính xác cao hơn các suy nghĩ kỹ càng và thấu đáo. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cân nhắc tôi vào một vị trí công việc nào đó. Bạn đã xem bản sơ yếu lý lịch của tôi và cho rằng tôi có đủ các kỹ năng cần thiết. Nhưng bạn vẫn muốn tìm hiểu xem liệu rằng tôi có đúng là người phù hợp với công ty của bạn hay không. Liệu tôi có làm việc chăm chỉ không? Có trung thực, sáng tạo không? Để trả lời cho câu hỏi này, sếp của bạn đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là gặp gỡ tôi hai lần mỗi tuần trong vòng một năm. Có thể là đi ăn trưa, ăn tối hay đi xem phim, cho tới khi bạn trở thành một trong những người bạn thân thiết của tôi. Lựa chọn thứ hai là tạt vào thăm gia đình tôi khi tôi không có nhà và dành ra khoảng nửa giờ để quan sát xung quanh. Bạn sẽ chọn phương án nào? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên là bạn sẽ chọn phương án thứ nhất. Đây là lối suy nghĩ theo kiểu những lát cắt dày. Bạn càng dành nhiều thời gian tiếp xúc với tôi,
Càng thu thập được nhiều thông tin, bạn sẽ càng có cơ sở để đánh giá tính cách của tôi, đúng không? Tôi hy vọng rằng cho đến lúc này chí ít thì bạn cũng phải có một chút, nếu không muốn nói là đủ tin tưởng để hoài nghi cách tiếp cận này. Bởi vì theo chuyên gia tâm lý Samuel Gosling, việc phán xét nhân cách của một con người là ví dụ rất điển hình, minh chứng cho hiệu quả không ngờ của phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng. Gosling đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm của ông bằng một nghiên cứu về tính cách con người trên 80 sinh viên đại học. Để thực hiện thí nghiệm này, ông sử dụng một bản câu hỏi điều tra được đánh giá cao mà ông gọi là bản kê 5 yếu tố lớn. Bản kê này đánh giá con người qua 5 khía cạnh. 1. Tính hướng ngoại. Bạn là người cởi mở hay kín đáo, vui vẻ hay dè dặt. 2. Sự tán thành. Bạn là người dễ có niềm tin hay đa nghi, luôn giúp đỡ mọi người hay giữ thái độ bất hợp tác. 3. Sự tận tâm, chu đáo. Bạn là người ngăn nắp hay bừa bộn, kỷ luật tự giác hay thiếu quyết tâm, ngại khó. 4. Sự ổn định của cảm xúc. Bạn là người lo nghĩ hay điềm tĩnh, kiên định hay dễ dao động. 5. Sự cởi mở, tiếp thu cái mới. Bạn là người giàu trí tưởng tượng hay là người thực tế, không viển vông, không lệ thuộc hay dễ thích ứng. Sau đó Gosling để cho những người bạn thân của 80 sinh viên đó điền vào một bảng câu hỏi tương tự. Khi bạn bè đánh giá chúng ta dựa trên bảng kê 5 yếu tố lớn, Gosling muốn biết độ chính xác của những đánh giá đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhận xét khá chính xác. Đối với chúng ta, những người bạn này đã có một lớp cách kinh nghiệm rất dày và đã chuyển chúng thành những cảm nhận chân thực để phán đoán con người chúng ta. Sau đó Gosling lặp lại quá trình, nhưng lần này ông không tiến hành thí nghiệm trên những người bạn thân nữa mà sử dụng những người hoàn toàn xa lạ. Họ phải đưa ra nhận xét về các sinh viên thậm chí chưa từng gặp mặt. Tất cả những gì họ được tận mắt chứng kiến là ký túc xá của các sinh viên. Gosling đưa cho những người xa lạ đó các bìa kẹp hồ sơ và yêu cầu họ trong vòng 15 phút quan sát xung quanh, trả lời một chuỗi các câu hỏi cơ bản về tính cách chủ nhân của căn phòng trong phạm vi 5 câu hỏi lớn. Gosling cho biết, tôi đang cố gắng nghiên cứu những ấn tượng hàng ngày của con người, vì vậy tôi đã tuyệt đối không cho họ biết mục đích của cuộc thí nghiệm. Tôi chỉ nói, đây là một bảng các câu hỏi mà các bạn cần trả lời. Hãy vào trong căn phòng nghe ngóng, quan sát thật kỹ lưỡng. Tôi thực sự muốn xem xét quá trình hình thành các phán xét mang nặng tính trực giác. Họ đã thực hiện công việc như thế nào? Gần như những người quan sát phòng ngủ không thể sánh được với những người bạn của chủ nhân trong việc đánh giá tính hướng ngoại. Nếu muốn biết một người có sôi nổi hay không, thì rõ ràng phải trực tiếp gặp mặt người đó. Những người bạn cũng có những nhận xét chính xác hơn đôi chút khi đánh giá về sự tán thành, thái độ giúp đỡ mọi người và tỏ ra đáng tin cậy đối với người khác. Tôi nghĩ điều này không phải là không có ý nghĩa, nhưng về 3 đặc điểm còn lại trong 5 tóm tắt lớn thì những người xa lạ với sự trợ giúp từ chiếc bảng kẹp hồ sơ tỏ ra trội hơn. Họ tỏ ra chính xác hơn khi đo mức độ tận tâm, chu đáo, và chính xác hơn nhiều khi đo dự đoán về cả 2 tính cách còn lại của sinh viên là sự ổn định trong cảm xúc cũng như thái độ cởi mở tiếp thu cái mới. Như vậy, sau khi cân nhắc kỹ càng, những người không quen biết với các sinh viên đã kết thúc công việc với hiệu quả cao hơn nhiều. Điều này cho thấy rằng một người chưa từng gặp mặt hoàn toàn có thể chỉ mất 2 giờ đồng hồ hình dung, tưởng tượng cũng có thể hiểu rõ về bản chất con người chúng ta hơn những người mà ta đã quen biết qua nhiều năm. Nào, bây giờ thì bạn đã có thể quên hẳn cách tìm hiểu về người khác qua việc dành thời gian gặp gỡ và ăn trưa được rồi đấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu xem tôi có là một nhân viên tốt hay không, thì vào một ngày nào đó, hãy tạt qua nhà tôi mà ngó nghiêng quan sát nhé. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, tôi cho rằng bạn sẽ nghĩ những kết luận của Gosling khó có thể tin cậy được. Nhưng sự thật đúng là như vậy, cho dù người ta chưa biết về các bài học của Gottman. Đây chỉ là một ví dụ khác minh chứng cho sự hiệu quả của phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng mà thôi. Những người quan sát đã xem xét các đồ dùng cá nhân riêng tư nhất của sinh viên, trong khi đó đồ dùng cá nhân của chúng ta lại chứa đựng một lượng lớn thông tin lớn rất có giá trị. Chẳng hạn, theo Gottman, phòng ngủ thể hiện 3 manh mối về tính cách của chủ nhân căn phòng. Đầu tiên là sự khẳng định nhân dạng. Đó là những ấn tượng khó phai về hình ảnh của bản thân mỗi người trong mắt người khác. Bản sao được đóng khung của trường đại học Harvard là một ví dụ.
Tiếp theo là mặt tiêu cực trong hành vi được xác định qua những manh mối về sự sơ suất cầu thả, thể hiện trong một số thói quen chẳng hạn như quần áo bẩn chưa giặt vứt trên sàn nhà hoặc bộ sưu tập đĩa CD sắp xếp theo thứ tự ABC. Cuối cùng là khả năng điều khiển ý nghĩ và cảm xúc. Đó là những thay đổi chúng ta tạo ra trong không gian riêng tư nhất, tác động đến cách chúng ta cảm nhận về nơi ở của mình. Chẳng hạn đặt một cây nến tỏa hương thơm ở góc phòng, hay sắp xếp khéo léo chồng gối trang trí trên giường ngủ. Nếu bạn quan sát thấy bộ đĩa CD sắp xếp theo thứ tự chữ cái, treo trên tường là tấm bằng tốt nghiệp Đại học Harvard, một nén hương trầm đặt trên bàn, và quần áo chưa giặt chất đống gọn gàng trong chậu, thì ngay lập tức bạn sẽ có những đánh giá chính xác về một phương diện nào đó trong tính cách của chủ nhân căn phòng. Mà nếu chỉ bằng cách gặp mặt trực tiếp thì bạn không thể nào thấu đáo được. Như vậy, một cái nhìn thoáng qua vào không gian riêng tư cũng nói lên nhiều điều, hoặc thậm chí còn hơn hàng giờ phơi mình ở nơi công cộng. Bất kỳ ai đã từng xem xét giá sách của người bạn trai hay bạn gái mới, hoặc nhìn vào trong tủ thuốc của họ, hoàn toàn có thể hiểu rõ vấn đề này. Dẫu rằng những thông tin không thu thập được khi quan sát đồ dùng cá nhân của một người nào đó cũng rất quan trọng khi không gặp được người đó trực tiếp. Những gì cần tránh là không để cho tất cả các mẫu thông tin không liên quan, khó hiểu và phức tạp, đánh lạc hướng óc phán đoán. Hầu hết chúng ta sẽ khó tin rằng một ông trọng tài nặng 275 bao là khoảng 125 cân lại có thể là một người sắc sảo sáng suốt. Nguyên nhân là ở chỗ chúng ta không thể tránh khỏi lối suy nghĩ dập khuôn của một cổ động viên ngờ ngợt. Nhưng nếu tất cả chúng ta quan sát giá sách và cách trang trí trên tường trong nhà ông ta, thì chúng ta đã không mắc phải những sai lầm tương tự như vậy. Những gì mà con người nói về chính mình cũng có thể rất khó hiểu, vì một lý do đơn giản rằng hầu hết mọi người đều hơi quá lạc quan về bản thân. Đó là lý do tại sao khi đánh giá bản chất một người nào đó, chúng ta lại không hỏi họ một cách thẳng thừng xem họ nghĩ mình là người như thế nào. Chúng ta đưa cho họ một bảng các câu hỏi, chẳng hạn như năm tóm tắt lớn, rồi một cách cẩn trọng chúng ta cố gắng moi được những thông tin cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân mà Gottman không lãng phí thời gian để yêu cầu các cặp vợ chồng trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ. Họ sẽ dối vì họ cảm thấy lúng túng ngại ngùng, hay quan trọng hơn, họ không muốn phải đối mặt với sự thật. Họ có thể đang lặn ngục khổ sở trong mối quan hệ, họ cũng có thể đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc đến nỗi họ không thể diễn tả chính xác về mối quan hệ của mình. Sibyl Carrier nói rằng, đơn giản chỉ vì các cặp vợ chồng không có ý thức được họ đang bị dò xét tình cảm. Sau khi ghi lại cuộc nói chuyện của họ qua máy quay phim, chúng tôi chiếu lại cho họ xem. Chúng tôi đã hỏi xem họ cảm nhận được điều gì qua cuộc thí nghiệm. Và họ thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân, một phụ nữ mà chúng tôi đánh giá là người rất dễ xúc động, lại cho rằng mình chẳng bao giờ có bất kỳ khái niệm nào về cảm xúc. Cô ta cho biết cô ta luôn nghĩ mình là người khắc kỷ và luôn giữ kín mọi chuyện mà không thổ lộ với bất kỳ ai. Rất nhiều người giống như vậy. Họ thường nghĩ về mình hoặc là quá lên hoặc là tiêu cực hơn so với thực tế. Chỉ khi xem xét đoạn băng họ mới nhận ra rằng mình đã sai lầm khi đánh giá về bản thân. Nếu như những cặp vợ chồng không ý thức được họ đang bị người khác dò xét tình cảm, vậy thì việc trực tiếp đặt ra cho họ các câu hỏi có mang lại nhiều hiệu quả không? Không nhiều, và đây chính là nguyên nhân khiến Gottman đã đề nghị họ tranh luận về những vấn đề liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Chẳng hạn về con vật cưng nuôi trong nhà, ông quan sát tỉ mỉ hành động của các cặp vợ chồng này qua những tiêu chuẩn đánh giá gián tiếp như dấu hiệu đáng chú ý từ những xúc động thoảng qua trên khuôn mặt từng người, tình trạng căng thẳng thể hiện qua tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay, sự tăng nhanh nhịp tim hay sự thay đổi giọng điệu tinh tế ẩn chứa bên trong cuộc tranh cãi. Gottman phát hiện ra rằng cách tiếp cận vấn đề từ một phía sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn cách tiếp cận trực tiếp.